chấn động, tiên tri tiết lộ bí mật cực sốc. Đúng trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Ất Mão sinh 1975, may mắn đón lộc trời ban, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh 1975 thân mến, không phán xét đúng sai. Kênh Minh Đường Tử Vi chúng tôi chỉ đưa ra nhận định, còn đâu hãy cứ sống theo cách Ất Mão mong muốn, chỉ là đến một lúc nào đó nhìn lại. Ất Mão cần thành công mà chống đỡ cuộc đời, lúc đó ngoài 60 tuổi rồi, liệu có quá muộn khi nói đến nỗ lực hay không? Người sống trên đời nào có ai tách ra được giới hồng trần, nào có ai thoát được quy luật sinh lão bệnh tử, vật chất hư dinh, vậy nên nếu không thể thoát khỏi dòng nước, không thể bơi ngược dòng thì hãy xuôi dòng mà tiến bước, đừng để chất xám lẫn tài năng của bản thân trở nên uổng phí, trở thành một bóng mờ nơi nhân thế. Cổ nhân từng nói, nghèo khổ và khó khăn không cho thấy thấp hơn người khác một bậc, phú quý hào hoa cũng không cho thấy hơn người ta một cấp. Khi có người sống ở đời không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại khó khăn và thất bại trực chờ sẵn, điều này còn phụ thuộc vào thời vận. Vậy thì vận là gì và liệu con người có thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây là lời trăn trở đã được truyền qua, đời người có người chẳng có chút tài cán gì cũng làm nên tiền của. Có người dù tài giỏi đến mấy vẫn xa cơ, người đời hay gọi đó là do chưa gặp thời, từ đó tận dụng thời điểm vàng để nắm bắt cơ hội, sẽ chuyển vận mệnh. Mới đây nhất các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, tuổi Ất Mão biết được điều này thì cũng là lúc đến thời cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang, phú quý. Và đặc biệt, người tuổi Ất Mão sinh 1975 còn được thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Mão ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh 1975 thân mến, nếu bạn có thể thay đổi một quyết định nào đó trong cuộc đời bạn, điều đó sẽ là gì? Là lúc bạn lựa chọn công việc mới hay là thời điểm bạn chọn thành phố bạn sinh sống, lúc bạn quyết định đầu tư hay khi bạn quyết định bỏ cuộc. Thực ra khi nghĩ sâu về câu hỏi, quá nữa chúng ta sẽ lựa chọn thay đổi những quyết định về gắn bó cuộc đời mình với một ai đó. Cái suy nghĩ cổ hủ nếu không gặp người đó, cuộc đời mình có lẽ đã khác, nếu không hợp tác với người đó, chắc mọi thứ đã không dở dang thế này. Nếu không tin tưởng người đó, chắc sẽ không có những nỗi niềm suy tư. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ thường thức của nhân loại trong cái thời buổi hiện giờ. Gặp một ai đó, tin một ai đó, yêu một ai đó, thương một ai đó, chân thành với một ai đó, rồi đổi lại những nỗi đau, những pha lật mặt nhanh hơn lật sách, những tình tiết nhiều khúc chiết lắm mỏi mệt, từ nhân tâm nhân tính, thứ mà ta cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết dài kỳ. Nhưng về cơ bản ta không thể thay đổi bất kỳ điều gì trong quá khứ cả. Nên đấy chính là một câu hỏi giả định để anh chị ngẫm xem nếp gấp hay ngã rẽ đưa cuộc đời bạn suy tàn là cái đoạn nào. Chỉ có vậy, vì không để thay đổi quá khứ nên anh chị có thể chấp nhận hiện tại, vui mừng với con người mình ở thời điểm bây giờ. Bao điều trải nghiệm bạn đã có, bao khúc chiết vướng mắc mà bạn đã trải qua là cơ sở để hình thành nên cá tính, nhân cách, nhận thức của bạn ở thời điểm bây giờ. Lại nói cái số đã mất tiền thì không mất ở lúc này thì cũng mất ở lúc khác, không mất bằng cách này thì cũng mất bằng cách khác. Cái số của Ất Mão đã thân tâm vất vả, thân tự lập thân, rồi cuối cùng lại đơn độc canh cô thì không chọn nhầm người này thì cũng sẽ chọn nhầm người khác. Vì cuộc đời họ là xuống đây để nhẹ bớt nghiệp lực, nên những thử thách về tâm tính, tình cảm của họ sẽ dày đặc và phong phú hơn khi so với người bình thường. Nên chắc gì ta bỏ đường mà ta đang đi thì đi đường khác ta sẽ không lao vào bụi rậm. Chắc gì ta bỏ người này mà chọn người khác thì đã đỡ được vất vả, suy tư. Rồi một ngày Ất Mão sẽ được yêu, rồi một ngày Ất Mão sẽ được thương, rồi một ngày Ất Mão sẽ được quan tâm, rồi một ngày Ất Mão sẽ không còn cô độc, rồi một ngày Ất Mão sẽ hiểu cái gì xảy ra là vì nó cần phải xảy ra. Nó có thể khiến Ất Mão mệt mỏi đôi chút, vướng bận suy tư dài phần, nhưng tất cả là để kiện toàn hoàn mỹ cái bức tranh vĩ đại của nhân sinh, là sự chuẩn bị cho những điều cái mệnh mà Ất Mão xứng đáng được hưởng sau bao nhiêu ngày vất vả ngược xuôi. Nên hãy cứ khóc đi nếu Ất Mão đang chán nản, hãy cứ cười lên nếu Ất Mão thấy cay đắng, rồi cứ bình lặng khi bị hoang mang phủ đầy tâm trí,
vì càng lúc tối tăm tuyệt vọng cũng tức càng là thời điểm ánh sáng đang cận kề rồi. Đừng để nỗi đau ở quá khứ hay cái không rõ ràng, sợ hãi về tương lai phá hỏng sự yên bình và kiên trì của Ất Mão ở hiện tại. Và nhớ rằng, không ai có thể truyền lửa hay động viên, hay tiếp sức, tiếp lời cho Ất Mão mỗi ngày cả. Kỷ luật là thứ mà Ất Mão bắt buộc phải duy trì để lấy ngày ngẩng đầu nhìn trời quang minh, gửi đến Ất Mão một người đang bần thần lạc lối, mọi việc rồi sẽ ổn mà thôi, cố gắng lên Ất Mão nhé. Tuổi Ất Mão sinh 1975 cầm tinh con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong tất cả 12 con giáp. Người tuổi Ất Mão sinh 1975 thuộc mệnh thủy, thì xét theo nạp âm làm mệnh đại khê thủy, tức nước từ dòng suối lớn. Người mang mệnh này có tính cách ôn hòa, hiền lành nhưng rất khéo léo. Họ thích giúp đỡ người khác và coi đó là niềm vui của mình. Quý bản mệnh cũng là những người có trí tuệ thông minh, ham học hỏi nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Đến khi trưởng thành, nếu được làm việc trong môi trường phù hợp, họ sẽ là những nhân viên ưu tú ham học hỏi và có vốn kiến thức rất sâu rộng, sáng tạo không ngừng nghỉ. Người mệnh này rất thích sự tự do, thoải mái, ghét bó buộc trong khuôn mẫu, nhưng mà họ cũng là người làm việc theo cảm hứng. Gặp phải việc không có hứng thú thì sẽ lười nhác và khó đạt được kết quả như ý muốn. Vì tuổi Ất Mão thuộc hành mộc và năng lượng mộc kép này giúp cho người Ất Mão có đặc trưng, tính cách là vô cùng hào phóng và luôn biết cảm thông, thấu hiểu với người khác. Người tuổi này luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện, đôi khi họ tốt bụng quá nên dễ bị lợi dụng mà lại không biết cách từ chối yêu cầu của người khác. Ất Mão đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp và thích cái mới. Tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, sống thân tình và chan hòa với tất cả mọi người. Tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng không bảo thủ, ngược lại còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt, tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiết thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh để đi tới thành công. Tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng. Tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người, tinh nhanh, thông minh và giàu trí tưởng tượng. Người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt, luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính với nhiều nét nổi bật như sống tự do, tự tại, sống lạc quan, yêu đời, lương thiện và bao dung. Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ, trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét, cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của Ất Mão, có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án. Trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn, Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột. Họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người và vì vậy, họ thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm chứ không làm người lãnh đạo. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng. Họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào. Vì vậy, họ được coi là người bạn đáng tin cậy,
với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh. Họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất trở thành chuyên gia với những người bạn trong công việc. Ất Mão luôn cần cù, chăm chỉ mà chẳng bao giờ sợ hãi hay là đầu hàng trước khó khăn. Họ chẳng bao giờ biết nịnh nọt ai và cũng chẳng bao giờ tranh cướp của ai cả. Họ chỉ biết hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy mà luôn được mọi người đánh giá rất cao, vì cho rằng họ xứng đáng nhận được sự khen thưởng của cấp trên là điều tất nhiên. Ất Mão là người thành thật nhưng lại có con mắt rất tinh đời. Họ biết rằng lúc nào mình nên làm việc gì, khi nào mình cần phải thể hiện năng lực cho người khác biết. Nhờ chọn đúng thời điểm chứng minh bản thân mà họ giỏi nắm bắt cơ hội một cách rất dễ dàng và nắm chắc cơ hội thăng tiến trong tay, về sau chắc chắn sẽ là người chức cao vọng trọng. Vận mệnh Ất Mão khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng. Họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây thì đều là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Ất Mão được thiên phú, tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào và hãnh diện. Đến khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích nên kiến thức uyên bác và sâu rộng. Còn trong công việc thì họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Ất Mão phù hợp với các lĩnh vực như tư vấn giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh. Đặc biệt, tuổi này có lộc nên kinh doanh, nên có duyên buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính, làm nông nghiệp hay là các lĩnh vực như văn phòng liên quan đến gỗ sấy, quần áo, vải dóc đều có thể giúp họ đạt tới những thành công lớn. Ất Mão dễ bị hao tốn tiền nong lãng phí vì cách sống, nhờ có tài lộc lại hưởng lộc nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi nhiều người đã có sự tích lũy tiền bạc rồi, càng về già thì cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang. Ất Mão phù hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ càng và cẩn thận như vấn đề doanh nghiệp, biên dịch, cố vấn. Vì chính tính cách của họ đã luôn thận trọng, khi làm các công việc này thì khả năng, năng lực của họ sẽ được thể hiện rất rõ. Không những thế, nhờ mối quan hệ bên ngoài hoàn hảo nên các nghề như lễ tân, tiếp thị đều phù hợp để thể hiện được đúng tính cách, có thể phát triển và hoàn thiện được bản thân. Ất Mão không nên thử sức với những người có tính khốc liệt, cạnh tranh vì họ không phù hợp. Tuổi Ất Mão thường lặng lẽ nhưng làm việc rất hiệu quả, trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Nữ mệnh tuổi Ất Mão là người dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó, sẽ chỉ là uổng công. Nếu các chàng trai ngưỡng mộ, họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dùng toàn bộ sức lực và thời gian, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc. Bản chất hào phóng và hòa đồng giúp họ dễ dàng có được của cải. Tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được nhiều tiền nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Nam mệnh tuổi Ất Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi họ hẹn, họ khiến chị em ngất ngây bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây trói thì nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác, ngay cả khi đã gắn bó với một người. Khi đùa giỡn với người thứ ba, họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ thì cuối cùng họ cũng dẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Ất Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Nam mệnh có cuộc đời gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác nhưng được sung sướng về mặt tinh thần.
cuộc đời của họ không lấy gì làm cực khổ cho lắm. Họ có số hưởng được sự giàu sang và có thể thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến thời kỳ tuổi già, tiền bạc đầy đủ ra, cảnh êm đềm. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Ất Mão sinh 1975 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xem tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch cho tuổi Ất Mão nhận thấy tâm lý bản mệnh thất thường, không chịu lắng nghe. Nếu ai chỉ ra điểm chưa tốt cần thay đổi là con giáp tuổi Ất Mão bắt đầu hờn giận. Trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch, vấn đề cảm xúc ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc sống, công việc cho tới mối quan hệ của con giáp tuổi Ất Mão. Bạn nên thích nghi và điều chỉnh sớm thì mới tránh được những rắc rối, vì hầu hết chúng là do chính Ất Mão gây ra mà thôi. Nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy, thời gian này bản mệnh có phần bảo thủ, không chịu lắng nghe. Nếu ai chỉ ra điểm chưa tốt cần thay đổi là con giáp tuổi Ất Mão đều hờn giận. Việc này ảnh hưởng khiến cho mọi người không dám tiếp cận bạn nữa đấy. Hơn nữa, sức khỏe của bản mệnh cũng khá đáng ngại, không được lơ là việc chăm sóc bản thân. Hãy lắng nghe cơ thể mình để có cách điều chỉnh cho phù hợp. Đừng để cho rằng mình vẫn khỏe mà ăn uống thiếu kiểm soát, ngủ không đủ giấc. May mắn là có hữu bậc cát tinh xuất hiện rất đúng lúc, sẽ giúp bản mệnh chống đỡ lại các hung tinh mang đến điềm xui xẻo. Gặp các vấn đề không hay cũng có khía cạnh tốt. Nếu Ất Mão suy nghĩ lạc quan thì không có gì phải lo lắng cả. Người đã có gia đình hãy cố gắng học cách lắng nghe nhiều hơn. Việc này giảm thiểu căng thẳng trong tình cảm. Còn nếu Ất Mão cứ áp đặt ý kiến của mình, chỉ càng nhận chống đối người ấy mà thôi. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng phương diện cuộc của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Mão cho thấy sự nghiệp nhìn chung thuận buồm xuôi gió khi có thiên ấn giúp sức. Nhất là với người có tầm nhìn xa trông rộng, Ất Mão luôn cảm thấy lo lắng hoặc hào hứng với những điều xảy ra trong tương lai. Do đó, Ất Mão luôn có kế hoạch chuẩn bị thật tốt cho mình trong cả những trường hợp mọi thứ không như ý. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ của tuổi Ất Mão. Ở nơi công sở dễ có tranh cãi, có thể vì sự yếu kém của ai đó khiến bạn bực mình. Bạn nên hiểu rằng năng lực mỗi người khác nhau, bạn cũng có những khuyết điểm nhất định cơ mà. Thất xích bay về trung cung dự báo có thể gặp kiện tụng, tai tiếng, thị phi. Do đó, bạn đừng nên cứng đầu, vì như thế càng thiệt thân. Nếu nhún nhường một chút thì sóng gió mới sớm qua đi. Hãy nhớ rằng một điều nhịn bằng chính điều lành bạn nhé. Hãy thôi ngay việc đôi co với đồng nghiệp chỉ vì không thống nhất được điều gì. Việc nên làm là hỏi và tham khảo ý kiến mọi người, sau đó cùng nghĩ ra giải pháp để có quyết định cuối cùng phù hợp. Quan trọng nhất là thái độ cầu thị và vì mục đích chung bạn nhé. Mỗi lần có xung đột là tâm trạng của Ất Mão lại trở nên chán nản, thiếu đi nhuệ khí làm việc. Trong khi đó, lúc này tốc độ làm việc đang rất cần đẩy lên cao. May mắn là sau đó có người mang lại cho bạn động lực. Nhờ thế mà Ất Mão bất chấp những trở ngại có thể xuất hiện. Trên thực tế, bản mệnh vốn là một người thông minh, có cách làm việc sáng tạo. Song như vậy không có nghĩa là bạn biết và đánh giá đúng tất cả mọi điều. Có những khi cái nhìn của con giáp này vẫn còn rất phiến diện. Vì thế, bạn hãy học cách lắng nghe ý kiến của cả mọi người xung quanh để có cách nhìn nhận vấn đề rộng hơn trên nhiều góc độ khác nhau hơn. Trong một tập thể, bạn không thể làm việc một mình một kiểu. Chỉ khi phối hợp với mọi người xung quanh, các công việc nhóm mới có thể tiến triển suôn sẻ được. Vì thế, đã đến lúc bạn hạ cái tôi của mình xuống để thỏa hiệp với mọi người. Đừng tưởng rằng cứ thể hiện tài năng quan điểm là sẽ được mọi người đánh giá cao. Quan trọng là bạn cũng phải biết cách làm việc nhóm. Chính tài lâm suy nên không thuận lợi, người tuổi Ất Mão trở nên thiếu tinh thần cầu tiến dương lên, công việc gặp khó khăn sẽ tìm cách lùi bước, trốn tránh, tâm lý yếu đuối, không chịu được áp lực nghề nghiệp. Có thể thấy, thời điểm này người tuổi Ất Mão khá kín tiếng trong công việc, đồng thời suy nghĩ đi làm khá tạm bợ và thờ ơ. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng âm lịch của người tuổi Ất Mão, thiên tài tinh được ví là ngôi sao phong lưu, ưa thể hiện mình trong tất cả mọi mặt của cuộc sống. Nên trong công việc, người có tài tinh trợ mệnh khá tài hoa và giỏi giang. Nhưng vì ngũ hành gặp khắc nên mọi chuyện không được như ý muốn, chuyện gì cũng trắc trở không thôi.
May mắn là trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này vẫn có các tinh nâng đỡ, nên mọi việc của bản mệnh không phải là không có cách cứu vãn, chỉ cần con giáp này cởi mở, hòa hợp hơn với mọi người thì vẫn có thể xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Mọi người xung quanh cũng vẫn sẽ sẵn sàng hợp tác cùng bạn, giúp đỡ bạn vượt qua được khó khăn. Tuy nhiên đến cuối cùng, trong thời điểm này, bản mệnh vẫn đạt được những thành công và những chuyển biến tích cực đáng khen ngợi trong cả đời sống cá nhân lẫn công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh 1975, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tình hình tài lộc có chút khó khăn hơn những tháng trước, khi kế hoạch tiết kiệm của Ất Mão lúc này dễ bị phá dở vì một sự cố nào đó. Người tuổi Ất Mão kiếm được tiền đấy nhưng có vẻ cả tinh nên dễ mất tiền. Lời khuyên cho bản mệnh trong thời điểm này đó là nên tránh những quyết định vội vàng có thể dẫn đến vấn đề rắc rối, nên tối ưu hóa lợi nhuận thông qua các biện pháp đầu tư thận trọng. Những người đang định đầu tư vào bất động sản cần phải hết sức cẩn thận trong giai đoạn này. Bản mệnh cần dành thời gian xem xét lại cách thức làm việc của mình, có thể vấn đề nằm ở chính bản thân bạn, vì thế đừng vội đổ tội cho người khác. Trong các công việc quen thuộc, bạn chớ nên lơ là, coi thường các yếu tố tác động. Chuyện làm ăn kinh doanh luôn không ngừng biến động, có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Nếu con giáp này chủ quan, tức là bạn đang tạo cơ hội cho đối thủ lợi dụng vươn lên đấy. Điều quan trọng trong việc làm ăn là giữ chữ tín, vì vậy dù đôi khi phải chịu thiệt về mình, song nếu đã cam kết với khách hàng thì bạn nên cố gắng thực hiện cho đúng. Hiện tại tuổi Ất Mão có thể phải chịu thiệt thòi, nhưng bảo toàn được danh tiếng, giữ được danh tiếng, bạn sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai. Với người làm công ăn lương, công việc dậm chân tại chỗ, khiến bản mệnh khó nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng mong muốn, đây là lúc bạn cần thay đổi cách thức làm việc, chủ động hợp tác với mọi người xung quanh hơn. Nếu dự án hoàn thành được đúng tiến độ, con giáp này mới có thêm đồng tiền chảy về trong túi. Lại thêm ảnh hưởng của đại hao, dự báo có nhiều khoản chi lớn phát sinh có thể liên quan đến sức khỏe của bản thân hoặc người trong gia đình, hay có thể là người cần hỗ trợ mà bạn không từ chối được. Nếu đó là khoản không thể tránh thì bạn hãy cứ vui vẻ, lạc quan, tin rằng rồi mình sẽ tiết kiệm lại và sớm có được khoản tiền ấy thôi. Tài vận không được ngũ hành ủng hộ nên không được như ý, những khoản tiền dự tính sẽ thu về lại gặp trở ngại mà bị chậm chạp. Bạn cũng không có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, nên cũng không có suy nghĩ phải tìm cách cho những khó khăn về tài chính đó. Áp lực tài chính từ gia đình càng khi bạn muốn trốn tránh thực tại. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Mão cho thấy có vận tài lộc, lâm hãm địa thiên tài phát huy hết khuyết điểm của nó. Người tuổi Ất Mão chi tiêu quá hoang phí, đặc biệt là trong các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác, đừng ăn uống tụ tập quá nhiều khiến túi tiền của bạn bị hao hụt nhanh chóng. Vận tài lộc gặp đại hao hung tinh chủ về phá tài phát lộc, đường công danh lợi lộc dễ được, dễ mất, con đường kiếm tiền vất vả, hao tổn nhiều tâm sức. Được khi người có đại hao trợ mệnh, làm gì cũng tích cực, chủ động, nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có phần hấp tấp, hay để xảy ra sai sót. Nhìn chung, tuổi Ất Mão thuộc ngũ hành mộc lại gặp tháng đạo kim nên bị khắc chế. Thêm nữa, Mão dậu tương xung nên sẽ có những sự trái ngược, xung đột nhất định mà ảnh hưởng tới tài lộc, tài chính có thể sa sút. Tuy nhiên, cũng còn tùy, không phải tất cả tuổi Ất Mão đều như vậy. Có rất nhiều quý anh chị tuổi Ất Mão vẫn làm ăn phất lên như diều gặp gió. Lý do có thể do mệnh cục của họ hợp với ngũ hành tháng hoặc ngũ hành tháng thuộc tài thần dụng hỷ thần của họ, nên hung cát không thể chỉ dựa vào địa chi của năm sinh để phán xét được bản thân. Lưu ý, nếu bản thân hiểu mình nắm bắt được thời vận, làm đúng ngành nghề, theo dụng hỷ tài thần và trợ mệnh, khi nhược tiết chế, khi mệnh dượng thì hung cát do chính mình kiểm soát. 70% là do chính chúng ta, số còn lại là do tác động từ bên ngoài vào, ví dụ như vật phẩm trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ và may mắn. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Ất Mão sinh 1975, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch, do Mão mộc gặp dậu kim nên hung nhiều hơn cát, trong khi bị dậu xung nên bản thân dễ nóng nảy mà gây nên bất hòa, ảnh hưởng xấu tới tình cảm, dễ bị rạn nứt. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả do tháng xấu mà còn do tư duy, tính cách của từng cá nhân. Nếu bản thân tu dưỡng thiện lương, biết thấu tình đạt lý, không hơn thua đúng sai, luôn trân trọng, chân quý đối phương, thì muốn hung hại cũng khó.
Chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão tháng này cũng phủ một màu ảm đạm, mà nhiều khi nguyên nhân cũng từ chính bản mệnh mà ra. Bạn thường đặt cái tôi của mình lên quá cao, làm ngơ trước những cảm xúc của người ấy. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung, lại không sẵn sàng nhường nhịn nhau nên quan hệ càng lúc càng trở nên căng thẳng. Con giáp này cần phải xem xét hành động của mình. Một khi đã hứa với nửa kia và những người thân thiết điều gì thì cần thực hiện cho đúng. Bạn cũng chớ nên đặt ra những yêu cầu quá cao cho mọi người, đến khi không được thỏa mãn thì thất vọng, bực bội, thậm chí có tư tưởng tìm niềm vui bên ngoài. Nếu bây giờ bản mệnh không biết trân trọng những gì mình đang có, thì đến khi mất đi rồi bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Nếu không thể tự tìm được hướng giải quyết cho mối quan hệ của bản thân, con giáp này có thể tâm sự với những người thực sự đáng tin cậy để được gỡ rối. Tin rằng những lời khuyên chính xác của người ngoài cuộc sẽ khiến bạn nhìn nhận rõ hai mặt đúng sai của vấn đề. Với người còn độc thân, do sao bệnh chiếu mệnh, nên bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, thích ở một mình chứ không muốn giao lưu, tiếp xúc với mọi người xung quanh. Đây chính là lý do khiến cho tuổi Ất Mão thường từ chối lời làm quen giới thiệu của người khác giới. Trong tháng này, vận trình tình duyên của bạn vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có tiến triển rõ rệt. Thời điểm này trong gia đạo do có sự xáo trộn nhẹ, chú ý có thể hiểu lầm, thiếu thấu đáo, hơn thua mà sinh ra va chạm, xô xát. Tuy là vậy, nhưng nếu mỗi cá nhân trong gia đình biết tu dưỡng thiện lương thì hung hại sẽ nhẹ đi rất nhiều, vì có quý nhân xuất hiện trợ lực mà chuyện to quá nhỏ. Thời điểm này do ngũ hành xung khắc nên dễ sinh ra chuyện, vậy nên quý anh chị có thể dùng ngũ hành thủy để giảm sát, hóa hung thành cát. Tuy nhiên 70% là do bản thân mình, còn phong thủy chỉ là hỗ trợ trợ lực được 30% mà thôi. Nếu tâm nhân đức bất thiện thì phong thủy vô ích. Để gia đình cát lành hơn thì bản mệnh phải hiểu mình nắm bắt được tài vận, thời vận thịnh suy và có ngành nghề ổn định. Cần kiệm, liêm chính, tạo phúc thì khi đó gặp hung ác quá cát, còn ngược lại thì hung hại khó lường. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch, căn cứ tử vi cho thấy, về khía cạnh sức khỏe của người tuổi Ất Mão cần phải được quan tâm, vì một số xáo trộn tinh thần có thể gây tác động xấu đến bạn. Đôi khi, Ất Mão cần biết buông bỏ những vấn đề bản thân không thể xử lý được để tâm trí được thanh thản, yên bình hơn. Nguyệt lệnh lâm bệnh khiến sức khỏe của con giáp tuổi Ất Mão lúc này có dấu hiệu giảm sút. Lý do chủ yếu là tâm lý của bạn không được tốt, hay suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Những ai đang có bệnh thì nên tập trung chữa trị, dù có một bước tiến chỉ nhỏ thôi nhưng cũng rất quan trọng. Bạn đừng xem thường việc này chỉ vì chưa có kết quả ngay. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của những người đáng tin cậy, giúp bạn có thể bộc phát phần nào tâm trạng năng lượng của mình theo một cách bản năng nhất. Thời điểm này, tâm trạng ủ ê, Ất Mão rất lười hoạt động. Bạn nên dành thời gian này để xem xét nội tâm và tập luyện, rèn rũa tâm trí, giúp bạn vượt qua căng thẳng và đối phó với những áp lực của đời sống. Bản mệnh có dấu hiệu suy giảm, kém ăn, kém ngủ, kém nghỉ ngơi, thiếu bồi dưỡng nên dễ mắc các bệnh giặt giảnh khi thay đổi thời tiết. Con giáp này cần thay đổi lối sống của mình, chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đúng giờ giấc và khoa học. Đặc biệt, nếu có thời gian rảnh thì nên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe. Trên phương diện tinh thần, bản mệnh cũng thường xuyên cảm thấy uể oải, buồn chán để không rơi vào trạng thái stress, bi quan. Bạn nên tâm sự và giao lưu với mọi người nhiều hơn. Bạn có thể không cần mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, nhưng hãy gắn kết tình cảm với những người thân thiết. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 5 ngày cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975. Tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho rằng sự nghiệp của người tuổi Ất Mão có thể sẽ vướng phải nhiều bế tắc trong những ngày này do bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại. Chính vì vậy, bạn không nên quá cả tin. Trước khi bắt tay vào làm việc gì cũng cần kiểm chứng thông tin kỹ càng để tránh rơi vào bẫy. Thời điểm những ngày này, phương diện tài chính lại có những khởi sắc đáng kể. Người làm nghề tự do và người làm đầu tư kinh doanh sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Có lẽ hướng đi đúng đắn giúp bạn thu hút được một lượng lớn khách hàng vượt lên trên đối thủ.
các mối quan hệ có lẽ chưa thể đem tới cho bạn một nửa kia ưng ý. Trong thời điểm này, Ất Mão hãy kiên nhẫn hơn trong việc tìm hiểu và trò chuyện với mọi người. Đừng vì mọi người xung quanh đã có đôi, có cặp mà trở nên sốt ruột, đưa ra những quyết định vội vàng trong quãng thời gian này. Hung tinh Thái Tuế khuyên Ất Mão nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, đi công tác hoặc du lịch. Trước khi rời nhà bản mệnh nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Con số may mắn: 99, 82, số 10 và 56. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975. Người tuổi Ất Mão gặp hung tinh ngũ quỷ trong những ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này nên vận trình có nhiều biến động. Bản mệnh sẽ cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để vượt qua những khó khăn và thử thách trong công việc. Kế hoạch không theo kịp thực tế, xuất hiện nhiều vấn đề bất cập mà bạn không thể chủ quan hay ngó lơ được nữa. Đặc biệt, các mối quan hệ có dấu hiệu xấu đi. Con giáp này rất dễ xảy ra xích mích với cấp trên, đồng nghiệp và thậm chí là cả khách hàng. Cũng bởi thế, bạn có nguy cơ bị khiển trách vì những sai sót không đáng có. Trạng thái tinh thần khá tệ, bạn khó tránh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Trong thời gian này, tài chính cũng không khá khẩm hơn là bao. Ngay từ ngày đầu thời điểm này, những người tuổi Ất Mão đã bị kiếp tài án ngữ. Tiền kiếm được không nhiều nhưng các khoản chi tiêu ngày càng tăng. Thời điểm này, Ất Mão sẽ phải chi trả cho không ít vấn đề của cuộc sống. Việc đầu tư ở thời điểm này không quá thích hợp. Bạn nên cân nhắc kỹ càng chuyện tình cảm dừng lại ở mức bình thường, không tiến, không lùi. Nhưng cũng bởi vậy mà bạn có một chút cảm giác nhàm chán. Ất Mão có thể chủ động lên kế hoạch cùng người ấy đi du lịch ngắn ngày hoặc tạo cuộc hẹn bất ngờ thú vị để hâm nóng tình yêu nhé. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 07, 59, 43 và 68. Bí quyết cải mệnh của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Thật ra rằng, con người ta sống trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ với mọi người. Khi ấy hạnh phúc chưa được nhân đôi, còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa. Cũng giống như một ngọn nến có thể thắp sáng hàng ngàn ngọn nến khác, cuộc đời của ngọn nến ấy được tiếp nối và không bao giờ tàn lụi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy và để yêu thương hạnh phúc lan tỏa khắp thế giới này. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.